Quý vị biết ngày 30 tháng 4, 75, những ông chống cộng còn chế giễu nhà nước là không có điện, không có nước. Nhưng mà nó lòng thành ý ngay chúng tôi xác nhận ở Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cũng bị cúp điện, cũng không có nước. Phải đi xếp hàng để đi lấy nước về. Bà cụ tôi là phải trả tiền cho hai người đứng xách hai đôi nước, đứng xếp hàng để tới phiên mình lấy nước. Tại nếu xong ra sau đó lại phải đứng xếp hàng nữa. Mướn hai người xách là được 4 thùng nước về. Thùng mà hồi xưa đựng dầu hỏa con gà đó. Đấy. Cái thùng dầu hỏa con gà đó nhé. Thùng đó khoảng chừng được 20 lít. Hai thùng là 40 lít. Mà vậy mà mấy ông Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy đi, người ta vào người ta tiếp thu thì lại còn chọc quê người ta. Đây là chỗ này chắc là sân vận động. Nhà thi đấu. Nhà thi đấu. Đây thì nói là ở Việt Nam là gọi nhà thi đấu. Ở bên Mỹ là nhà đấu thi. Bên Mỹ là thường thường gọi là cái gym hoặc là cái sân vận động. Stadium. Bây giờ I love toilet Phan Kỳ Nhơn, tức là tôi yêu cầu ông Phan Kỳ Nhơn. Thành phố mới Bình Dương điểm đến cho tất cả. Quý vị có thể vào bình dương newcity.com.vn. Quý vị sẽ nhìn thấy thành phố mới Bình Dương. Đường đi rất là thứ tự, quý vị thấy đấy, hai làn đường, một lần để rẽ trái và bên trong thì cái làn dành cho các xe gắn máy. Đấy, lúc bình thường thì mọi người rất tôn trọng, nhưng mà lúc mà kẹt đường thì mọi người tha hồ chạy tự do. Sáng nay nhà báo mà không xuống làm cảnh sát giao thông thì chắc là còn kẹt nữa. Giải tỏa được 3 chiếc xe hàng lớn chạy đi sẽ là cái ngã tư là hết kẹt, không ai nhường với ai hết. Một người chặn đầu bên kia, người chặn đầu bên này, thế là giải tỏa ngay lập tức. Đây một cái cao ốc rất là cao, bên kia có một cái cổng, cổng đó làm cái gì, đi đâu vào trung tâm hành chính à? Cái hai căn nhà này là căn nhà chung cư của Nhật. Dành cho người Nhật. Dành cho người Nhật. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Dương ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 với lại cái cổng chào. Thì bây giờ chúng tôi đang đi sắp sửa tới cái cổng. Đây, Đà Nẵng về du lịch. Phát triển công nghệ đó thì Đà Nẵng trong tương lai sẽ có, nhưng mà bây giờ hiện tại là một thành phố du lịch. Cũng như tỉnh Đồng Nai bây giờ phát triển về công nghệ thông tin. Thì cái khu mà trường trung tâm huấn luyện Quang Trung ngày xưa đó, đi chỉ dạy người ta đi bắn nhau đó, thì bây giờ nó trở thành một nơi mà dạy người ta trở thành những cái kỹ sư của tương lai. Tức là trung tâm phần mềm, gọi là Quang Trung Software. Ở đây là căn bản là bây giờ là nó chỉ có mới có đường xá là chủ yếu thôi. À. Chứ còn là tức là đất đai hay còn rộng lắm. Đất đai ở đây đó, muốn vào đây ở đó là họ phải xây lên căn nhà xong họ bán căn nhà và sở hữu cái căn nhà đó, nhà và đất luôn. Và nhiều cái quyết định đổi mới rất là khôn ngoan. Và bác đã làm cho thành phố Bình Dương đã được phát triển như thế này. Mặc dù bác không có làm việc với nhà nước trước nữa, nhưng mà bác vẫn đóng góp cho nhà nước những ý kiến. Như ở bên Mỹ cũng vậy. Tổng thống Mỹ đương nhiệm vẫn hỏi ý kiến của các tổng thống tiền nhiệm. Vâng, đất đai hãy còn rất trống, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là cũng đã bán hết rồi. Chưa xây cất nhưng mà đã bán hết rồi, giống như là bên
quận 2 của Thủ Thiêm. Đất bây giờ là có đất vàng bên đó này. Quý vị nào tới mua là phòng tay này. Đây người ta đã mua rất từ lâu rồi. Quý vị nhìn thấy cái tòa nhà hành chánh của tỉnh Bình Dương. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, thành nhà chúng tôi không thể đi vào trong đó để quay một cái gì hết. Tại vì tất cả mọi người đều nghỉ làm việc. Vâng, thưa quý khán giả, sáng ngày chúng tôi đi ở quốc lộ thứ 13. Quốc lộ 13 là quý vị thấy rằng là nơi mà dẫn lên tới An Lộc. Hồi xưa quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà lên để giải tỏa, đại tá Hồ Ngọc Cẩn đưa cả sư đoàn 9 là lên để giải tỏa, cũng không có thể vượt qua được quốc lộ 13, là lý do rằng quân đội nhân dân họ dùng cái tổ tam tam chế, tức là ba người một cái hố nó đào hình mũi tên, tức là đào hình chữ V, trên đầu chữ V nhọn á là một khẩu trung liên hoặc là đại liên, còn hai bên chữ V, hai bên cánh là hai người mang súng tiểu liên hoặc súng trường, đa số là AK. Đây là trường học. Đây lại một cái trường học nữa. Nguyễn Khuyến. Con này con học ở đây. Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến. Tức là muốn vào đây học đó là phải 5 năm tiểu học là phải học sinh giỏi. À, 5 năm tiểu học phải học giỏi mới được vào đây học. Rồi sau đó vào học 1 tháng rưỡi hè. Cứ hàng tuần là kiểm tra, nếu đạt tiêu chuẩn thì được ở lại học. Được thì loại. Là tầm 1 tháng á, nếu bạn nào có con nhỏ mới học tiểu học xong á, có dự tính cho vào cấp 2 á, thì cứ đang tới hè, nghỉ hè ở tiểu học xong. Bắt đầu nghỉ hè nghĩa là cho vào nó đăng ký học trong 1 tháng rồi đấy, là nếu mà đạt thì được ở lại học. Mà nếu mà cháu nào mà đạt ở lại học á thì 1 tháng mà học phí á, năm lớp 6 được nó khoảng độ 4 triệu. Và khi mà lên lớp 7 lớp 8 đổ lên á thì nó khoảng 5 triệu. Lên đến lớp 12 thì nó khoảng độ 10 triệu. 10 triệu là gần 500 đô. Gần 500 đô. Nhưng mà đảm bảo mà khi mà duy trì ở đó học được xong trung học phổ thông là thi đại học là có khả quan. Tại vì nếu mà anh không đã vào đó học rồi mà không học mà không đảm bảo về vấn đề học tập là sẽ bị loại rồi. Vâng, để trả lời yêu cầu của một cháu đây đó, bác kể tiếp chuyện cái hố chữ V. Cháu đang nghe. Vâng, cái chữ V này là V ngược nhé. Cái đầu chữ V đó, thay vì chữ V viết theo bình thường thì cái đầu á là có hai cái cánh mũi giống như mũi tên á, thì đi ngược lại, thì cái đầu chữ V đó đó, cái chỗ mà cái chỗ chữ cái hình cung nó đi ngược lên á, thì cái đó là một cái khẩu đại liên hoặc là khẩu trung liên. Thì hai bên cánh chữ V đó là có hai người, hai bên bất cứ một trong ba người đã bị trúng đạn hay là hai người bị trúng đạn thì lại có những người khác chạy lên tiếp đấy. Những cái chữ V đó nó làm thành một cái hình vòng cung, đánh được tất cả mọi mặt. Thành ra khi mà quân của sư đoàn 9 mà đưa lên để giải cứu An Lộc, mất một tháng trời không đi vào được An Lộc là bởi vì cái lực lượng của quân đội nhân dân nó bám sát cái quốc lộ 13. Có nhiều người hỏi tại sao không có dùng B-52. Dạ thưa, quân đội nhân dân họ rất là khôn, họ dùng cái thế cài răng lược, tức là địch với ta sát lại nhau. Nếu mà bỏ bom quân Bắc Việt thì là quân Việt Nam Cộng Hòa cũng bị chết theo. Đó là cái thế cài răng lược. Và chúng tôi hay ở bên người Cộng sản hay nói là phải bám lưng quần. Mình bám cái lưng quần á, thì nó chạy tới đâu đó, mình cứ bám chặt cái lưng quần á, là mình chạy theo nó tới đó.
Đó là cái chiến thuật rất hay của quân đội nhân dân. Và đó là tại sao mà cái chương trình truyền hình Giờ Việt Nam Mua, cuốn phim, bộ phim thứ hai, quý vị trong 10 tập phim, quý vị muốn coi tập phim nào lúc nào cũng được hết. Nhưng mà cái tập thứ hai quý vị là cần phải coi kỹ. Toàn bộ tập thứ hai đã nói lên tất cả những cái sự thật chiến tranh Việt Nam, và người Mỹ đã nói rằng chiến tranh quy ước đã thua chiến tranh nhân dân trong cái tập thứ hai đó. Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi lúc nãy chúng tôi có thấy sơ qua một anh viết cái tiếng Đại Hàn, tức là tên của anh tên Đại Hàn cái gì đó. Anh ấy vạch mặt nhà báo Nguyễn Phương Hùng.